Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu toàn cảnh khu du lịch Mẫu Sơn. Hiện tại mình đang đứng ở trên chòi. Lát nữa mình sẽ đi từ trên chòi xuống và giới thiệu khu du lịch Mẫu Sơn cho các bạn. Chó hoang trên Mẫu Sơn. Đấy. Lấy cái đùi cho em nhá. Về tí đo theo cái đùi trông cái to này bé. Nào, một kiểu rồi. Thôi, đây mình đi xuống khu vực bãi gửi xe. Đang tổ chức ăn uống đây. gửi xe đây. Kia là cái chú tổ chức các khán đài tổ chức ngày hội ở trên Mẫu Sơn, một năm tổ chức độ 2 lần. Thôi mình đi xuống phía dưới chỗ Ghiền Bye để xem ở dưới này có, hôm nay có cái mặt hàng gì bán nhiều. Đây là mặt trước của nhà nghỉ Chín Gian đấy. Đây, ngã ba này. Đông khách đấy cô nhỉ? Cô vẫn quà hỏng rồi. Không mà, khoai ăn chín. Thế quay lại ăn xong. Khoai nướng Mẫu Sơn đây. Khoai chín Mẫu Sơn đây. Ai có nhu cầu thì lên hàng. Ai có nhu cầu lên xem bán riêng. Hàng của cô Yến này, ăn khoai với ăn trứng này. Đặc sản đấy. Hôm nay trên này được mỗi ngày, hôm nay nắng đấy. Mỗi ngày nay thôi. Tuần rồi đấy. Toàn sương mù, hôm nay được tranh rừng. Mẫu Sơn uống bia mày tưởng là đâu? Bia này nó khác chứ không thấy kia này là Mẫu Sơn. Măng này. Quan trọng là cái vị trí. Vị trí ngồi luôn. Cái này là cái gì nhỉ cô nhỉ? À, ngọc cẩu nhỉ. Đây nống ngọc cẩu ấy. Đây thì nó bắn. Chồng em nghịch tí thôi chị ạ. Em chụp tí ảnh gì thôi. Đây. Cái hoa ngọc cực. Cô cái hoa ngọc cẩu này nó có ra hoa đấy nhỉ? À, cái đây là cây hoa cái à? Đây là hoa đực cây nhỉ? Chanh rừng vàng hết rồi. Có cả nấm ngọc cẩu ấy nhỉ. Có sắn hết rồi nhỉ. Đóng cả chuối rừng vào túi hết rồi đây. Khoai lộc bình đây. Chanh rừng. Trong nhà quay rượu. Đây, mình đang đứng trước khách sạn Chín Gian, quán giới thiệu sản phẩm. Đây, các bạn, trước mặt các bạn là nhà hoa hồng. Bán hàng không chị? Đi quay à? Vâng. Chán này đi quay tí. Vâng. Vâng vâng. Lát em quay ăn vừa ngồi chú bà Yến xong rồi. Chán quá ngồi nhà. Đi lanh quanh tí. Đặc sản đây. Chanh rừng, mật ong, măng ướp. Đây, chanh rừng đây. Chanh rừng hết mùa chị nhỉ? Ừ, hết mùa rồi em ạ. Cuối mùa lên chỉ còn ít này. Thỉnh thoảng thì được 2 cân. Ai có nhu cầu lên Mẫu Sơn qua hàng chị tới. Hôm nay chị cũng chẳng dọn nhiều hàng lắm. Thế à? Bọn nó làm gì á? Đây. Cái cầu thang này là còn nguyên từ thời Pháp rồi các bạn. Đây. Cầu thang này mình đang đi lên này còn nguyên từ của thời Pháp để lại. Sạn Chín Gian này, ăn nghỉ sẽ khác, tắm nước dân tộc. Chó Mẫu Sơn này. Đây khuôn viên đằng sau em đi chuyển ra. Đây là hiện tại mình đang ra khuôn viên đằng trước này. Đây là ban quản lý khu vực này. Nhà này của ban quản lý khu du lịch Mẫu Sơn đây. Đây, bên phía này toàn những cây gió nó thổi sơ sát hết rồi các bạn. Bên dưới kia là có một cái lớp mây đây đang bao phủ quanh cái đỉnh núi kìa. có một số nhóm thanh niên họ tổ chức ăn uống ở đây. Hiện tại mình đang trên đường đi giới thiệu cho quý vị và các bạn về những bức tường cổ từ thời Pháp còn sót lại. Trước mặt các bạn kia cũng là một bức tường cổ từ thời Pháp còn sót lại. Trước mặt các bạn đây là cái móng còn sót lại. Đây là có chị, hai chị đang đứng chụp ảnh. Hôm nay mình đã giới thiệu toàn cảnh khu du lịch Mẫu Sơn cho các bạn rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình. Chào tất cả quý vị và các bạn.